Cuối cùng, hãy cùng chúng tôi thư giãn một chút với tình huống tại giải vô địch quốc gia CUF. Sau một pha va chạm trong vòng cấm, trọng tài cho đội tấn công được hưởng pha đền. Bên bị phạt không phục với quyết định này lập tức lao vào đòi công bằng. Bất ngờ ông trọng tài chính quay người đấm thẳng vào một cầu thủ áo đỏ. Sau một hồi, nạn nhân đứng dậy định chạy tới ăn thua thì nhận thêm một đá nữa từ vị trọng tài. Đã bạo lực và thiếu mẫu mực thì chớ, ông trọng tài có liên tiếp rút hai chiếc thẻ đỏ cho đội bóng áo đỏ. Ông rút nhanh đến mức còn chẳng biết ai phải nhận thẻ. Sau đó thì quả phạt đền được thực hiện thành công. Rồi cầu thủ ghi bàn, ôm lấy thủ môn đội bạn tỏ vẻ cảm thông. Bóng được đưa ra giữa sân. Áo số 9 không kiềm chế được, sút thẳng bóng vào người trọng tài. Và tất nhiên, một chiếc thẻ đỏ nữa lại được dành để tặng cho anh này. Có vẻ như ở QS, quyền lực của trọng tài thực sự xứng đáng với bốn chữ ông vua áo đen. You go.